với cái sự sơ thẩm và công dụng là tội giết người, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Áp dụng điểm D ngay và 1 điểm 123, điểm D S và 1 điểm 51, điểm 40 của luật hình sự xử phạt bị cáo và công dụng tử hình là tội giết người. Áp dụng điểm C khoảng 3 điểm 142, điểm S và 1 điểm 51, điểm 38 của luật hình sự xử phạt bị cáo và công dụng 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Áp dụng điểm C khoảng 2 điểm 146, điểm S khoảng 1 điểm 51, điểm G khoảng 1 điểm 52, điểm 38 của luật hình sự xử phạt bị cáo và công dụng 3 năm tù về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Áp dụng điểm D khoảng 1 điểm 53 của luật hình sự buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung.